Đường cho giói này. Không kêu à? 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 Không giá trị kinh tế nó ở đây đấy. Mua về em chờ để xe nóng, lúc thì nóng lúc thì lạnh. 83 hả? Đi 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 thằng một mạch với như vừa đấy. Lúc ăn cơm cho này là sẽ tắt. 3 2 5. Tắt bảy nhưng nóng. Cái 5 năm thì nó chỉ được thêm 4 khất nữa hả? Nếu mà chỗ mà đắc tốt thì mình có 3 năm ra hoa có hàng. Thế kia mua mấy cây về cái trồng ở nhà thế nào? Đây ta cứ cào đất mùn vào là... sau đó ta mới gieo. Tại vì cũ xong không ăn sâu với. Bây giờ trên này không sống. Để đi tí nữa về em gửi cho anh nhé. Đi về ăn mì tôm đi. Giá tùng này nó nâng lên tốt lắm. Dây tùng không biết được chứ đâu. Nên đi chụp xem ra về. Em nghĩ là có. Ừ, có. Không, không có được. Có niềm tin. Về luôn thì lấy về được. Okay. Ừ. Anh ạ. Ừ. Về luôn thì lấy tổng 10 cái. Không về luôn giờ để em xem. Anh ơi, cho em gửi anh với ạ. Khó đó. Khó mà đi ta nó. Không biết tổng này. Loại một đợi. Loại đến thịt loại ra. Phải đi phải có cái ấy đó, đi dài ngay đó. Mới ngay cũng phải đi đấy. Thấy gì đó. Thấy dữ rồi. Thôi mình đi lên đây. Làm đầu tiên nhưng mà. Mới làm đầu tiên đấy. Mới làm đầu tiên này cái cũ này. Ừ. Đó cái cũ này ha. Ừ. Cái cũ này. Cái cũ này, cũ bự này. Ừ. Anh thì cái cũ này hơi nhỏ. Cái này này cái nhỏ. Hả? Ừ. Nhưng mà cái cũ này hơi nhỏ. Cũ là đó. Cũ kiến hơi nằm ngoài mình. Chưa hết mắt này. Không cần. Cái này á gieo xong sẽ cấp cho dân trong năm 2000 tuổi. Cây ni 1 năm tuổi hiện nay
tinh thể thường cái cành nhỏ xíu này. Còn không khí lạnh đó, đi chơi cầu nhé.